Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý như sau. Họp chuẩn bị kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Bờ Lao về tình hình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Hành trình không thể thiếu nhau, chung tay chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo hiếu học. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Thay áo cho rác thải. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào cao nguyên ngã xanh, xôn xao gió núi đại ngàn. Thác kiều hùng đang vì, chốn sâu rừng bao la vẫn reo ca. Cùng non sông gấm hoa, đôi trẻ mơn man gió, lá non hương trà thơm, sắc tơ chờ em quê áo mơ. Thưa quý vị, tại hội trường C, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu đã dự. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 5 nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường A, Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 10. Báo cáo thu chi ngân sách, chỉ đạo điều hành, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và nghe các ngành báo cáo về hoạt động năm 2019. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2020. Được biết, để chuẩn bị cho kỳ họp, bên cạnh các nội dung, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, thời gian dự kiến từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11. Tại phiên họp bất thường diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 11, ông Đoàn Kim Đình đã chính thức được bầu trở thành tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa 5 đối với ông Đoàn Kim Đình, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Phát biểu tại buổi nhậm chức, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc Đoàn Kim Đình hứa sẽ luôn học hỏi, phấn đấu và phát huy năng lực, trí tuệ của mình để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành phố Bảo Lộc ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Đồng thời mong muốn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc luôn tận tâm giúp đỡ để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố các nghị quyết đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vào kế hoạch đầu tư công năm 2019. Vừa qua, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Bờ Lao về tình hình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phường Bờ Lao là một trong những phường trung tâm phía nam thành phố Bảo Lộc với diện tích tự nhiên là 531,21 ha, dân số là 12.166 người, 2.965 hộ, trong đó dân số đồng bào là 200 hộ với hai buôn dân tộc thiểu số gồm buôn Soven và buôn Bờ Lao Sire. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đã lắng nghe báo cáo về tình hình thực hiện phát triển kinh tế vùng đồng bào trong thời gian qua. Theo đó, năm 2018, Ủy ban Nhân dân phường Bờ Lao đã phối hợp chuyển đổi cây trồng cho đồng bào dân tộc 14 hectare cà phê tại buôn Bờ Lao Sire, vận động các nhà hảo tâm 140 triệu đồng hỗ trợ đất, cây giống, phân bón cho bà con với diện tích 2 hectare, phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp, Hội Nông dân tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đồng bào hai buôn. Cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường Bờ Lao còn tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức đại hội thể dục thể thao tại Hoa Thôn Buôn. Hiện nay có 138 em đồng bào đang theo học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên toàn phường, địa phương và các trường cũng đã thường xuyên quan tâm hỗ trợ sách vở, vật dụng và vận động các em đến trường.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triều cũng đã ghi nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn đọng như do sự khác biệt về phong tục tập quán của đồng bào dân tộc nên chưa có nhiều nhân tố điển hình tham gia công tác xã hội. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của các hộ đồng bào còn hạn chế, thiếu đất và tư liệu sản xuất. Con em phần lớn chỉ học hết trung học phổ thông nên còn ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm. Bí thư cũng bày tỏ sẽ tăng cường sự phối hợp giữa thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Bờ Lao để có thể hỗ trợ cũng như tạo điều kiện để có thể góp phần tăng trưởng kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa qua, đồng chí Đoàn Kim Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo xã phường đã dự hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới 10 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. 10 tháng đầu năm tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo tỉnh đã ban hành các đề án chương trình kế hoạch về chủ trương, cơ chế, chính sách và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ với quyết tâm chính trị rất cao. Các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực. Hiện tại, Lâm Đồng đã có 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Hiện nay, huyện Đức Trọng và hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đang trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đáng ghi nhận là việc xây dựng nông thôn mới các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không để xảy ra tình trạng dư nợ, không huy động quá sức dân. Hai tháng cuối năm, các địa phương tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết đề ra. Mục tiêu sẽ có thêm ít nhất 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2020, dự kiến sẽ có 109 trên 116 xã và ít nhất 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức tổng kết và trao giải bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Ông Đoàn Kim Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã dự lễ và trao giải cho các đơn vị. Năm 2019 có 15 bộ sản phẩm về tơ lụa, chè, cà phê, rượu đông trùng hạ thảo, yến sào và tranh bướm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm tham dự thi bình chọn. Các sản phẩm tham gia dự thi được ban tổ chức và các nhà chuyên môn tiến hành bình chọn công khai dựa trên các tiêu chí theo quy định. Sau nhiều lần tiến hành bình chọn, ban tổ chức đã chọn ra 13 sản phẩm, bộ sản phẩm để trao giải. Các sản phẩm đạt giải đều có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Theo đó, giải nhất thuộc về bộ sản phẩm lụa của công ty cổ phần lụa Bảo Lộc. Hai giải nhì được trao cho danh trà Làng Hương Văn Hương với bộ sản phẩm trà xanh ô long thảo mộc và cà phê và bộ sản phẩm lụa của công ty trách nhiệm hữu hạn Lụa Việt. Bốn giải ba thuộc về các doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Triệu Nguyên với sản phẩm cà phê Black Gold, công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Doanh Phú Sơn với sản phẩm trà ô long Phú Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất xuất nhập khẩu Trí Việt với sản phẩm trà ô long Trí Việt và cơ sở Tas Cà Phê với sản phẩm Tas Cà Phê. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 8 giải khuyến khích cho các tổ chức cá nhân gửi sản phẩm tham gia bình chọn. Theo ban tổ chức, việc tổ chức bình chọn là nhằm phát hiện, lựa chọn ra những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao và mang đặc trưng của địa phương, để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đồng thời xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Từ đó khuyến khích khả năng sáng tạo, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các sản phẩm công nghiệp nông thôn phát huy lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt là lựa chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Công an thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức triển khai học tập nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho gần 400 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đến 100% đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, nhằm giúp cho những cán bộ đảng viên của đơn vị nắm vững quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai thực hiện, các nhiệm vụ liên quan của đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Việc học tập quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 giúp đảng viên nắm vững những quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng, những công việc cần triển khai thực hiện
tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, vận dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ thực tế tại đơn vị. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Tại nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, Phòng Giáo dục Đào tạo Bảo Lộc đã tổ chức hội thi aerobic và dân vũ năm học 2019-2020 nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tuần Văn hóa Trà Tơ Lụa năm 2019. Hội thi quy tụ hơn 2.000 thí sinh là học sinh đến từ tất cả các trường thuộc 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tham gia tranh tài. Đây là một trong những hoạt động được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bảo Lộc tổ chức để lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và Tuần Văn hóa Trà và Tơ Lụa Bảo Lộc năm 2019. Bài thi dân vũ có 35 đội đến từ 25 trường tiểu học và 10 trường trung học cơ sở tham gia tranh tài. Ở nội dung aerobic, có các đội đến từ 18 trường mầm non, 24 trường tiểu học và 9 trường trung học cơ sở. Tại hội thi, trên nền nhạc sôi động cùng sự cổ vũ tưng bừng của đông đảo khán giả, các đội đã mang đến các tiết mục nhảy aerobic và dân vũ hấp dẫn với những động tác biểu diễn đẹp mắt, đầy ấn tượng đối với người xem. Giải aerobic và dân vũ diễn ra trong không khí vui tươi lành mạnh nhằm góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất, thẩm mỹ cho học sinh, đồng thời tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động tập thể, giao lưu, học hỏi, qua đó nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất nói chung và môn thể dục aerobic và dân vũ nói riêng trong các nhà trường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Kết thúc giải, ở nội dung aerobic khối mầm non, ban tổ chức đã trao giải nhất về đội trường mẫu giáo Sao Mai. Khối tiểu học giải nhất thuộc về đội trường tiểu học Lộc Sơn 1, khối trung học cơ sở giải nhất thuộc về đội trường trung học cơ sở Quang Trung. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân phường 1 tổ chức liên hoan các câu lạc bộ gia đình văn hóa phường 1 năm 2019. Liên hoan năm nay có gần 300 thành viên đến từ 13 câu lạc bộ gia đình văn hóa ở tổ dân phố trên địa bàn phường 1. Tham dự liên hoan, các câu lạc bộ gia đình văn hóa tổ dân phố thành lập một đội, xây dựng một chương trình biểu diễn với các tiết mục, hát múa, nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, ca ngợi các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Ưu tiên các tiết mục hát múa có sự tham gia đông người, nhiều thành phần dân tộc giai cấp, các tiết mục mang tính tuyên truyền có tính lan tỏa cao. Liên hoan là dịp để các câu lạc bộ gia đình văn hóa, các gia đình văn hóa trên địa bàn phường 1 gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau xây dựng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ gia đình văn hóa tại địa phương. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của gia đình trong xã hội, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình câu lạc bộ gia đình văn hóa tiêu biểu hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Thưa quý vị, để nâng cao nhận thức của học sinh trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với trường tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh và giáo viên nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông với các nội dung về việc tuyên truyền các văn bản, nghị định mới ban hành về lĩnh vực giao thông đường bộ, phân tích những nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh tai nạn giao thông, hướng dẫn các em học sinh tiểu học đội mũ bảo hiểm đúng cách, sang đường khi tham gia giao thông, cũng như chấp hành các tín hiệu đèn báo giao thông khi tham gia lưu thông. Cùng với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, nhà trường và các bậc phụ huynh cũng phải thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông, nhằm tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Mỗi em học sinh hãy là những tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới. Đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng các lực lượng gồm công an phường 2 và đội xây dựng phong trào tổ chức tiến hành lập chốt tại quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn phường 2, đo nồng độ cồn các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Theo đó, lực lượng công an giao thông đã tổ chức đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 20. Đây là tuyến đường có lượng xe tham gia giao thông khá lớn trên địa bàn. Cũng từ đầu năm đến nay, Công an Giao thông thành phố Bảo Lộc còn cùng với Công an tỉnh Lâm Đồng đã tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19 đến 22 giờ tại tuyến quốc lộ 20, đoạn trước Ủy ban dân phường Lộc Sơn và đoạn trước đình làng Con Hin thuộc địa bàn phường Bờ Lao. Qua đó, Công an Giao thông thành phố đã lập biên bản hàng trăm trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều xe ô tô và mô tô.
Từ nay đến cuối năm 2019, Công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông và các quy định xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển các phương tiện xe cơ giới. Tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp điều khiển ô tô, mô tô vi phạm về nồng độ cồn. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại thành phố Bảo Lộc, tổ chức T Resort phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình Hành trình không thể thiếu nhau, một chương trình đi bộ gây quỹ khuyến học đầy thú vị và ý nghĩa đã diễn ra tại thành phố Bảo Lộc với sự tham gia đồng hành của top 60 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2019. Hành trình không thể thiếu nhau là sự kiện đi bộ gây quỹ lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Bảo Lộc nhằm gây quỹ khuyến học cho trẻ em nghèo hiếu học tại địa phương do T Resort tổ chức. Với sự đồng hành của top 60 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2019, trong đó có Hoa hậu Henier, với thông điệp Mỗi bước chân, một hy vọng, muốn đi xa phải đi cùng nhau, T-Resort mong muốn cùng cộng đồng địa phương chung tay tiếp sức cho những trẻ em nghèo có thêm hy vọng, niềm tin để kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, vươn tới một tương lai tươi sáng. Phát biểu tại sự kiện này, ông Ilya Kontigin, giám đốc điều hành T-Resort nhấn mạnh thêm, hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ một bước chân. Chứng kiến những bước chân non nớt ấp ủ bao hy vọng phải dừng chân lại của những trẻ em nghèo đã mang lại cho chúng tôi những niềm tiếc nuối. Chúng tôi mong muốn có thể làm điều gì đó cho các em, để động viên, để tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng niềm hy vọng để các em bước về phía trước thực hiện ước mơ của mình. Tại cuộc hành trình, T-Resort và các đơn vị thành viên hệ sinh thái không thể thiếu nhau đã gây quỹ ủng hộ số tiền 452 triệu đồng vào quỹ khuyến học cho trẻ em nghèo hiếu học tại địa phương. Từ nguồn quỹ ủng hộ, chương trình cũng đã trao 100 học bổng khuyến học cho 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Chào cao nguyên ngã xanh, xôn xao gió núi đại ngàn, thác kiêu hùng đang vì, chốn sâu rừng bao la vẫn reo ca, cùng non sông gấm hoa, đôi trẻ mơn man gió. Lá non hương trà thơm, sắc tơ chờ em quê áo mơ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên cả nước, thành phố Bảo Lộc đang hình thành rất nhiều chương trình, nhiều phong trào bảo vệ môi trường. Phong trào phòng chống rác thải nhựa một lần và tái sử dụng sản phẩm nhựa tại trường tiểu học Lộc Sơn 1 đang là một trong những phong trào được hưởng ứng nhiệt tình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Không khó để nhận ra sự thay đổi tích cực tại trường tiểu học Lộc Sơn 1 kể từ năm học 2018-2019, đặc biệt là từ đầu năm học 2019-2020 đến nay. Toàn ngôi trường như được khoác lên mình chiếc áo mới. Một ngôi trường ngoài vẻ nghiêm trang vốn có, nay càng trở nên đáng yêu và đẹp mắt hơn ngay từ cổng vào. Với việc tổ chức tốt hoạt động quản lý và xử lý rác thải, sân trường, hành lang lớp học luôn được giữ gìn sạch sẽ. Không chỉ thế, các tán cây xanh luôn được chăm sóc tốt, góp phần tạo nên khoảng không gian mát dịu. Bên cạnh đó, những tiểu cảnh, chậu hoa được trang trí đẹp mắt, tạo không gian tươi mát cho ngôi trường. Ngay cả các góc chết như chân cầu thang, tường lớp học, nay cũng được điểm tô thêm những sắc màu, tạo sức sống và cảm hứng mới. Không chỉ ở khu vực sân trường, các lớp học cũng được trang trí thật ấn tượng đẹp mắt. Điều đáng nói là hầu hết đồ dùng trang trí trong lớp học, góc thư viện hay các chậu hoa đều được tái sử dụng từ các vật dụng, sản phẩm nhựa đã qua sử dụng như các chai nước, nắp chai lọ, sọt đựng trái cây, sọt rác hư, v.v. Với khẩu hiệu thay áo cho rác thải, ban giám hiệu nhà trường đã vận động giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng chung tay tái chế các phế phẩm nhựa đã qua sử dụng. Với sự sáng tạo, những chiếc nắp chai tưởng chừng như chỉ có thể bỏ đi, nay được lắp ghép thành các bức tranh cổ động khổ lớn, tuyên truyền tình yêu biển đảo, tuyên truyền mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường. Những chai nước qua sử dụng trở thành những chậu trồng hoa hữu ích. Những chiếc sọt hư qua bàn tay khéo léo trở thành kệ sách, kệ đựng dụng cụ học tập, đồ chơi đẹp mắt. Các em đã làm được những sản phẩm đó là hộp bút. Thì những cái hộp bút đó là để góp phần tô điểm thêm lớp học. Cũng như là các em tự biết làm ra những sản phẩm như là những cái chậu hoa để trồng cây, để tạo thành góp xanh cho môi trường, xanh sạch đẹp.
Qua chương trình tái sử dụng rác thải nhựa của nhà trường triển khai, thì em biết được cách phân loại rác, hạn chế sử dụng rác thải nhựa dùng một lần và tái chế những cái sản phẩm nhựa đó để góp phần bảo vệ môi trường. Phòng chống rác thải nhựa là chương trình tiếp nối trong chuỗi hoạt động phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện của trường Tiểu học Lộc Sơn 1, góp phần bảo vệ và chăm sóc môi trường tại trường học nói riêng, để từ đó tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo vệ môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Và rộng ra là thể hiện thái độ ứng xử đối xử thân thiện với môi trường sống xung quanh mình. Lý do mà trường Tiểu học Lộc Sơn 1 là quan tâm đến vấn đề rác thải đó là đặc biệt là về cái ô nhiễm môi trường và với cái vấn đề nhựa là một trong những cái vấn đề mà đang bức xúc của xã hội. Chính vì vậy toàn thể nhà trường đã tổ chức một cái ngày hội đó là tuyên truyền và tìm hiểu cho học sinh biết được tác hại của cái rác thải nhựa. Và từ cái tác hại đó thì nhà trường sẽ phát động cái phong trào là tránh sử dụng bao ni lông và các cái rác thải nhựa sử dụng một lần. Và những cái đồ nhựa mà đã sử dụng thì chúng ta tận dụng để sử dụng và tái sử dụng. Và tất cả các học sinh cũng như là đoàn viên giáo viên trong nhà trường đã tái sử dụng bằng các cái chai, lắp chai và cũng như là lốp xe để làm các cái trò chơi như xích đu này, rồi trồng cây lan can này và tạo các cái góc xanh rồi mang các cái câu khẩu hiệu là thay áo cho rác thải và không gian xanh và tạo cho một cái ngôi trường xanh sạch đẹp và tuyên truyền cho tới 1.110 học sinh và về đã tuyên truyền tới 1.110 phụ huynh chúng ta không sử dụng bao ni lông một lần và tái sử dụng các cái rác thải. Và từ khi mà phát động phong trào đến bây giờ thì ngôi trường xanh sạch đẹp và tạo được một cái không khí và đặc biệt là học sinh không sử dụng bao ni lông cũng như là tái sử dụng các cái vật dụng đã mua sử dụng không sử dụng một lần. Tất cả các trường trên địa bàn chúng tôi đã phát động cái phong trào này ngay từ đầu năm học và các trường thì tham gia rất là tích cực. Và cái hội thi này không chỉ dừng lại ở cái việc chấm giải của các hội thi mà nó là một cái quá trình lâu dài và thường xuyên và liên tục và đồng bộ. Bởi vì nếu mà làm tính chất đối phó thì sẽ không được như thế này. Mà tất cả các trường này phải ngay từ đầu năm học, ngay từ trong hè, người ta đã phải đầu tư, đã phải tôn tạo cảnh quan, đã phải chỉnh trang để làm sao xanh, sạch, đẹp ngay từ cổng trường và thân thiện từ ngoài cổng trường và có những cái tiêu chí mà rất là gần gũi phù hợp với các bậc học của các em. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là muốn nâng cao ý thức của học sinh, giáo dục học sinh trong việc bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa, nói không với các sản phẩm từ nhựa. Và từ đó giáo dục cho các em một cái thế hệ học sinh, một cái thế hệ công dân mới biết yêu hơn cái môi trường xung quanh, biết bảo vệ môi trường xanh sạch và biết sử dụng những cái sản phẩm phù hợp, thân thiện với môi trường. Môi trường hiện đang là một trong những vấn đề toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Môi trường bị ô nhiễm có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và mọi sinh hoạt của con người. Môi trường xanh sạch đẹp sẽ góp phần tạo hứng thú, tâm lý thoải mái cho con người nói chung và các em học sinh nói riêng học tập vui chơi. Chính bởi thế, tạo môi trường học đường xanh sạch thân thiện, lành mạnh, giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ, chăm sóc môi trường, trường học, cũng như lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong chương trình học, giúp các em học sinh có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học, đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường, là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Hy vọng, từ hiệu quả bước đầu của phong trào thay áo cho rác thải, phòng chống rác thải nhựa tại trường Tiểu học Lộc Sơn 1, các mô hình trong phong trào bảo vệ môi trường sẽ ngày càng được nhân rộng, để từ đó góp phần chung tay, ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy gây nên, ngăn ngừa biến đổi khí hậu, tạo một môi trường sống thực sự trong lành, an toàn và lành mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.